Ngày 19 tháng 10, công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai hai thanh niên xuất hiện trong đoạn clip hai người nghi vấn trộm chó bị xe hơi tông té nhau được chia sẻ trên mạng xã hội. Trước đó vào sáng ngày 18 tháng 10, camera nhà người dân tại hẻm đường Tân Thứ Nhất 17, phường Tân Thứ Nhất, quận 12 ghi lại hình ảnh một nam thanh niên chạy xe máy chở theo thanh niên khác ngồi sau ôm một con chó đang nằm bất động. Vừa dừng xe, thanh niên ngồi sau liền bỏ con chó xuống đường rồi rút vật nhọn tự chế găm trúng con vật ra. Thanh niên trên vừa bỏ con vật vào bao phía trước xe máy thì một ô tô bất ngờ lao tới tông khiến hai thanh niên té nhào, bao chứa chó trên xe cũng văng xuống đường. Người cầm lái vội dựng xe máy lên thì ô tô đẩy chiếc xe này đi một đoạn. Thời điểm này, hai thanh niên bỏ lại xe máy để chạy bộ rời đi. Theo người dân, ngoài chiếc xe máy, hai thanh niên trên còn bỏ lại hẻm một bao chứa 8 con chó, một ba lô cùng dụng cụ bắn điện tự chế. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an quận 12 khẩn trương phối hợp với công an phường Tân Thứ Nhất trích xuất dữ liệu từ camera, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Qua đó, công an xác định hai thanh niên xuất hiện trong đoạn clip chạy bộ rời đi, bỏ lại xe máy, gồm Trần Phương Quang 28 tuổi và Nguyễn Minh Tiến 32 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn. Công an đã đưa hai thanh niên trên về trụ sở lấy lời khai. Bước đầu cả hai khai khoảng một tuần trước đã thực hiện nhiều vụ trộm chó, mỗi vụ bắn trộm từ 2 đến hơn chục con chó trong một ngày, rồi mang đến lò bán với giá rẻ, chỉ khoảng 30 đến 35 ngàn đồng một kg chó hơi. Vụ việc đang được công an quận 12 tiếp tục điều tra làm rõ.